Chào tất cả anh em nhé. Thì vẫn theo tiêu chí sốt cây lên từng ngày rồi. Thì hôm nay là cháu Đạt đây có giao dịch lại cho bonsai chí hiệu, một trong những cây trực cũng khá là già rồi, một trong những cây mà Đạt cũng đã hy sinh rất nhiều công sức cũng như tiền của để đưa em nó về đây. Nhưng hôm nay là do là bonsai chí hiệu là thích. Cây này cũng ở trong vườn bonsai chí hiệu cũng được vài tháng rồi. Đưa về đây, Đạt đưa về đây cũng do tình hình Covid nên là hôm nay Đạt cũng đã nhượng lại cây này cho anh bonsai chính hiệu. Chưa xong rồi chung ạ. À. Thôi thì cũng cứ như thế đi. Đây một trong những quay lại cho anh em trước tiên nha, quay lại cho anh em xem bộ bệ. Cái này Đạt đục hay là trước này là ấy đây hay là có một số thì cháu sửa, còn một số thì như cái này là ngày trước người ta đục. À rồi. Đấy. Cái này điền xịn hay là ấy đây? Phải nó quay là trực liên chi cổ đấy. Nó một trong những cây cổ họ phá ra khá già rồi. Rồi được rồi. Thế thì sao được nhỉ? Có chụp cái ảnh lưu niệm này không nhỉ? Xong chưa? Chờ Đạt gần đầu thì chú cháu bắt tay thôi mà, cứ thống nhất đấy. Như vậy nếu mà Đạt đồng ý thì bắt tay thôi mà. Nói chung là thôi thì nhờ cái chú nuôi tiếp. Đúng rồi, chăm sóc rồi. Cứ để đây thì cháu thỉnh thoảng cháu lên cháu cũng còn được ngắm. Đấy. Cứ bán ra thủ đô Tân Yêu thì lại mất cây này, đâu đâu mới được ngắm. Trước đây 6 tháng trước đây thì con sai nhiều với cháu Đạt với cháu Tùng cũng đi mua là chứng kiến được cả rồi. À. Thì bây giờ cháu Đạt muốn tư duy cây khác nó hay hơn thì nhường lại cho con sai nhiều. Biết đâu hôm sau thì đấy, cháu Đạt cháu đúng rồi. Để lại cho cháu Đạt thì vẫn ok thôi. Ok. À. Nếu mà chú nói vậy thì quá yên tâm rồi. Đấy. Thôi bán cho ai cũng được, đang để vườn đây thì chú cháu bắt tay gái khi thế. Đứng đây thì thôi thống nhất như vậy nhỉ. Đây. À, chụp cái ảnh nhé, à, quá tuyệt vời luôn trong cái lúc mà sốt cây này. Ok, cảm ơn nhé. Đó. Giúp cháu một cái ảnh vào máy cháu ấy. Đó, đó, ok. Đấy, anh hiệu lên cái máy đấy. Không, phải chú ra như. À, nào. Đấy, ui. Cầm hai máy đây, đó nha. Đấy ngang người thôi, cũng không lấy được cái đâu. Rồi. Rồi, khá đẹp. Nắm không được chặt lắm nhỉ. Thôi được rồi, nó miễn sao là có tiền trong cái lúc này là được rồi. Thực ra là cây này cũng rất là quý. Đạt cũng đã mất rất nhiều công sức cũng như tiền của bỏ ra rồi. Nhưng hôm nay cũng phải nhượng lại cho bonsai chính hiệu. Thực ra là cái mặt này đẹp hơn này. Mặt nào cũng đẹp. Anh hiệu này. Mặt này thì nhìn nó sâu cây. Nhưng mà cái đấy là lưng. À. Nó rõ ràng là lưng bụng nó rõ ràng. Cái bên mặt tiền này nó có nhiều cái nét gân. Mỗi người một sở thích nhá đây. Nếu với độ già anh em xem. Bộ móng bộ chân khá đẹp rồi. Ui dồi, cũng được tiêm á, có làm gì mà được tiêm vậy. À, cũng thông báo với anh em là bản thân Trung Môn Ga Sai đây là một trong những người kinh doanh mặt hàng ga, mặt hàng thiết yếu, nhưng mà mấy anh xã Nga Niên này anh cũng chưa gọi Trung Môn Sai đi tiêm mà giờ đã là tiêm thứ 7, thứ 8 rồi. Chẳng biết là các anh hiềm khích thế nào. Thông báo lại cho một số anh em ở Nga Liên là tôi chưa bóc phốt các anh đâu nên là một trong những mặt hàng thiết yếu. Nói chung là cứ để cho các anh người nhà của các anh tiêm hết đi rồi mình mới tiêm. Rồi nha. Tác phẩm này chính thức chuyển giao rồi. Nên là cũng rất mong anh em nào mà thực sự đam mê, hiểu được giá trị đích thực của nó thì alo trực tiếp cho bonsai chính hiệu. Tác phẩm này trước đó mình cũng đã quay vài lần rồi, cũng được một số anh em thủ đô, đặc biệt là anh em Đông Anh cũng đã alo rồi. Nhưng mà hôm nay thì không biết là sao là bonsai chính hiệu này cũng đang là máu. Dạ, nắng to quá. Cứ thích cái hoa giấy này. Anh ơi, cái hoa giấy thì nhiều tiền không anh hiệu? Phôi này này. Nhiều đấy, cái đấy chưa bán nha chung ạ. À. Cái đây thì cũng đang là phôi thôi. Từ gì đó. Bởi vì là trước mình mua về thì nó cũng hoàn thiện rồi. Đấy. Nhưng mà cái tay hoành này trong quá trình người ta cố gắng người ta níu xuống á. Rồi. Thì nó bị toác ra. Nhưng mà hoa đấy. Giấy thì nó không như cái thứ khác được. Rồi. Người ta cố gắng người ta bôi keo, người ta kìm kiểu gì nhưng mà nó không liền được. Sau này nó cứ mại dần. Rồi. Cuối cùng là mình buộc phải bỏ cái tay này đi. Đấy nhá. Đây nó đang có cái vết. Có cái vết này này. Chứ không phải là mình muốn đâu nữa. Nó đã hoàn thiện mà nó chuẩn chỉ rồi, ai về phôi làm gì nữa, mất công à. Phôi đẹp lắm. Phôi này nhìn gầm kia của nó.
hoa giấy thì nó có những cái đặc điểm nó cũng rất khó. Ví dụ như những cây giấy già thì nó thân nếp nó hay bị mục. Đó. Hôm nay thì cũng có sự xuất hiện của anh Tiến Mai. Chúng tôi cũng vừa rồi cũng may mà giao dịch được 2 tác phẩm. Đấy, anh Hiệu thì anh giao dịch được 1 tác phẩm ruối, còn Trung Bonsai thì tiền hơi to nên giao dịch được anh Tiến Mai là 1 cây sung về để Tết năm nay cũng có quả. Đấy. Để nói đến phôi thì thực ra là cái phôi của anh Hiệu đây thì mình rất là thích này. Nhưng mà đang còn phải nhăm nhe. Kỳ này cũng phải đầu tư thêm một chút nữa. Đây. Đấy. Hàng trên xe Trung Môn Sai anh biết to, anh em biết là to cỡ nào rồi. Đấy, sung lếp. Cái sung lếp nhà anh Tiến nhỉ? Đấy, mình chơi toàn sung lếp thôi. Một cây sung lếp siêu quả, giá chỉ có 500k, được anh Tiến Mai anh yêu ái nhượng lại rồi. Cái giá trị thì anh em biết là mặc dù nó có khả năng là chỗ khác nó to hơn nhiều, nhưng mà tình cảm anh em thì anh Tiến cũng đã nhượng lại cho Trung Môn Sai một cái cây mà cả chậu nữa anh Tiến nhỉ. Mà có 500k thì biết là tình cảm như nào, rẻ. Đấy, giá rẻ bất ngờ. Thôi thì đắt rẻ hay không thì anh em. Đấy, hôm qua tay anh ấy thấy bảo là tôi bán trong cái chậu kỷ niệm ông cây, mà kỷ niệm cây mấy trăm triệu chết. Thực ra là kỳ vừa rồi cũng rất nhiều anh em muốn chuyển sang những tác phẩm khác, đặc biệt là cây của Đạt kia. Đây. Trong lúc Covid vừa ăn xuống thì cây cảnh cũng lại lên ngôi rồi. Đặc biệt là những phôi quý được anh em săn lùng khá là giết. Đó. Những cái phôi đẹp mà thực ra là tiền trăm bây giờ người ta giao dịch như cơm bữa thôi. Đấy. Ngoài kia thì bây giờ thực ra là anh em biết rồi. Cái không khí cây cảnh cũng như là anh em săn cây ngày nào cũng thế. Nhất là nhộn nhịp. Thì hôm nay thì Trung Bonsai cũng tiện đây cũng chia sẻ lại một vài hình ảnh rất quen thuộc của vườn cây bonsai chính hiệu cũng như là cuộc giao dịch vừa rồi. Một trong những cuộc giao dịch mà tưởng chừng như rất là nhanh. Đó, Đạt, cháu Đạt cũng đã yêu ái nhượng lại cho bonsai chính hiệu rồi. Nghe nói cái phôi này tiền trăm, còn khoảng độ trăm bao nhiêu thì anh em biết nhé. Đấy, u cục này. Đấy, rất đẹp nhá, cổ này, lắc xuống. Đấy, không biết là bonsai chính hiệu à? Giao lưu cây ổi này bao nhiêu tiền. Số điện thoại của bonsai chính hiệu này anh em cũng rất là nhớ thôi, 0986 263 363. Đấy là số điện thoại của chủ vườn. Anh em tôi ở gần nên là cũng tích cực chia sẻ những cái hình ảnh này. Mặc dù là những cái hình ảnh này một số anh em cũng đã xem qua rồi, nhưng mà không lúc nào anh em cũng có thể chiêm ngưỡng hết được đâu. Để có những cuộc giao dịch, có những cuộc giao lưu, có những cái tác phẩm mới được đưa về vườn, anh em chúng tôi cũng đều chia sẻ đến tất cả anh em. Đặc biệt là anh em chưa vào kênh Trung Bonsai cũng như là bonsai chính hiệu đây. Nếu bác nào thực sự quan tâm nhé thì cứ alo trực tiếp. Trung Bonsai cũng xin được dừng video đây. Hẹn tất cả anh em ở những video tiếp theo nhé. Xin thân ái chào tạm biệt anh em. Đây. Cái chậu không đã giá trị rồi. Chưa nói là cây. Đang bắn tiền cho nhau. Nói chung là những cái lúc mà giao dịch tiền nong này thì chúng tôi nên tránh đi. Đẹp quá, phôi này đẹp quá. Phôi này bác nào tư duy tốt này, về chăn nuôi thì có tiền thôi. Không biết là giá trị bao nhiêu thì anh em có thể alo trực tiếp cho bonsai chính hiệu nhé. Để anh em sẽ được nắm được cái giá cụ thể hơn. Vì những cái cây này cần phải được các anh alo.
khá đẹp. Đấy nha, mình cũng xin được kết lần nữa tại cây của Tùng Con. Không gian của anh Hiệu đây thì cũng có một vài tác phẩm của một số anh em trẻ đang gửi đây. Đấy. Nên là các bác về đây có thể tham quan giao lưu rất là nhiều những tác phẩm đẹp, đặc biệt là những tác phẩm mà anh đã chất lọc rồi mang về vườn. Hoa giấy này.